anh em nào có nhu cầu mua nhớt thì hãy click vào đường link bên dưới hiện tại mình đang kinh doanh tất cả các dòng nhớt full tổng hợp bán tổng hợp và dầu gốc khoáng được nhập khẩu chính gốc từ châu âu rồi ok hello anh em đã quay lại kênh của thịnh thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một sản phẩm mới và được nhập khẩu từ đức luôn đây là dòng nhớt e dành cho mô tô dành cho xe tay thì có thông số là 5 v kép ba đó là thông số mà mình thấy nó khá hợp lý ở cái thị trường ga Việt Nam mình là hầu như là tây anh em đều đi là uh, 30 và 5V kép thì uh, cái chai này uh, thì cùng hãng với một cái dòng sản phẩm bữa nay mình đám mình đã giới thiệu rất là nhiều và cái chai ebin racing đó thì còn đây là cái chai dòng dành cho xe tây ga thì cái chai này nó là được đóng gói và thành phẩm và xuất từ châu Âu sang các thị trường của trên thế giới đó thì uh, với chất lượng của nó thì cực kỳ cực kỳ ngon theo đánh giá của hãng người ta đưa ra thì thời hạn sử dụng từ 5.000 đến 10.000 5.000 đến 7.000 ở thị trường châu Á và 17.000 7.000 đến 10.000 đến 12.000 ở thị trường châu Âu thì ở đây có một cái thông số có một cái mã code này anh em nó có cái uh, biểu tượng của Mercedes đó. thì uh, cái hãng e này này uh, nó là OEM làm nhất OEM cho Mercedes-Benz của Đức thì uh, riêng cũng vào vào đó là cái công ty Mercedes-Benz ô tô anh em là họ khuyến cáo là sử dụng các dòng nhớt của Ebin ở khu khu vực toàn thời, toàn trên toàn thế giới thì uh, nhớt Ebin này á thực sự nó rất là chất lượng nhưng mà ít ai mà đã mang cái sản phẩm này về thì đó đã mình đã, đã 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 phối hợp với cái nhà sản xuất nhà bên phối hợp với nhà ph phân phối nhập khẩu á, thì mình đã lấy hàng được những sản phẩm này thì chất lượng rất là tốt giá thành á, thì nói chung cũng uh, ok nếu anh em nào mà mua kèm uh, kèm combo này á, đây nhật lắp mình xài nhật lắp của Motul là thấy ổn lắm rồi thì cầm cái chai này thì anh em đi cái thể đi lên đến là 5.000 6.000 6.000 km mình mới lại thay nhất là một lần nữa thì dòng nhớt này nó có thông số rất là cao là SN này rồi rồi nó là gia sô MB thì uh, được in được in ba thứ tiếng Đức và tiếng Anh và tiếng Pháp này nhớt này dành riêng cho cái thị trường Châu Âu là cực kỳ chốt cực kỳ tốt của chất lượng và cái sản phẩm này mà được Mercedes khuyên cáo dùng cho xe của họ thì mình nó phải nói là đỉnh cao rồi anh em thì Ờ uh, một cái chai nhớt như này nó là 1 lít nha các bạn thì hầu như là xe đều là 800 ml thì anh em có thể đổ 800 ml cái thời gian mình đi tầm 3.000 ngàn, 4.000 ngàn hay 5.000 gì đó mình xem thôi cái lượng nhớt nó hụt hay không thì mình châm thêm vào. Hầu như là mình sẽ thấy nó không có hao cổ nhiêu thì anh em có thể dư ra 200 lần sau mình sẽ mua thêm một chai nữa thì mình sẽ được dư ra. Đó. Thì uh, thì những cái dòng nhớt cao cấp á, được nhập khẩu từ châu Âu về á, thì nó hầu như là nó sẽ không có cái cái mức là 800 ml đối với những sản phẩm như Motul hoặc là những cái dòng mà cho thị trường châu Á thì họ sẽ làm 800 ml còn bên châu Âu nhập về 100 phần thì họ sẽ làm một lít thôi đúng một lít thì cái chai này mình đã trải nghiệm qua rồi đi trên chiếc SH thì mình thấy nó mượt cực kỳ mượt luôn mình hầu như mà nói nó không có cái dòng nhớt nào cao cấp hiện nay mà có thể qua được cái chai nhớt này nó thật lên em luôn cỡ ra quân quân tronic và quân và cái dòng cao cấp của thằng sale đó là sale xe uh, ultra đó cũng không bằng được cái chai này. thì cái chai này nếu anh em nào muốn uh, muốn biết chi tiết đó, thì anh em nên trải nghiệm là hợp lý nhất. chứ còn thông số thì mình thấy nó khá là ok đó. thì chai này là một lít thành phần phụ gia uh, của nó thì uh, cũng xem xem như cái chai mà Ebin Racing đó anh em. thì phụ gia và cái uh, cái phụ gia và cái uh, tiêu chuẩn của nó khá là cao. nó là dầu gốc bao, nó là đầu dầu gốc là bao thì còn cái này là hai bộ phô mình Moto Oil là dòng cao cấp dành cho thị trường châu Âu, châu Á và tất cả các nước trên thế giới. Đó thì cái chai này nó cũng y hệt như cái chai Ebin Racing nhưng mà nó có cái màu khác để phân biệt là anh em dùng cho xe tay ga hay là xe số. Rồi thì đơn giản là mình giới thiệu sản phẩm thì anh em nào muốn trải nghiệm thì anh em nào mua một bộ cặp đôi như thế này thì có giá cực kỳ tốt, có cực kỳ ưu đãi luôn. Rồi thì cái thông số thì nói chung thì nó cũng thuộc hàng cao cấp nên thông số nó thông số nào nó cũng cao hết rồi thì đặc biệt một phần ở đây nữa là cái chai nhốt này có thời hạn sử dụng rất là lâu nó được tổng hợp từ dầu gốc là nhóm năm là thời hạn rất là lâu thì tất cả đều là có tem bao bì đó trên nắp sản phẩm để đảm bảo tránh hàng giả thì uh, nếu anh em nào mà mua một sản phẩm uh, ở đâu uh, không có tem này uh, thì đó là người ta đã khui ra rồi người ta đã không còn là <laughs> không 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 còn là là, là là hàng thật nữa là đã, đã bị uh, chiết ra rồi uh. đó thì anh em nào có nhu cầu uh, thì uh, đặt hàng bên shop mình thì hiện tại mình đang phân phối cái dòng pin e này thì có mức giá rất là tốt cho anh em luôn thì uh, thời hạn sử dụng như thế thì anh em thấy nó nó ok cỡ nào thì đến 4 5 ngàn km thì chất lượng nhất nó phải như thế nào mới đi được nhất đó đúng không? Nhưng mà anh em đổ vào sẽ cảm nhận được cái thấy cái tay cái tê của mình nó rất là nó rất là lanh, rất là mượt, đi rất là nhẹ, xe rất là nhẹ, đặc biệt xe rất là nhẹ và êm nữa nha, chứ không phải là xào máy như là những cái dòng nhớt gốc khoáng. Riêng uh, chạy pin này uh, thì đổ vào mình thấy nó êm và chạy tua, chạy tua vẫn ok. Ví dụ như anh em nào mà chạy VO này, chạy SH này hoặc là chạy AB mà đi tour đi về quê đi chơi đi Đà Lạt này kia thì đố nhất này là không nói y bài luôn mình nếu mà anh em chạy tour thì anh em có thể đi 3 đến 4 ngàn 4 ngàn cũng được nếu anh em đi thành phố không ít đi thì mình có thể chạy lên đến 5 ngàn 6 ngàn đó thì mình chịu khó mình kiểm tra cái nắp nhất đó, nó có bị hụt hay không nếu hụt thì mình châm vào đó là cái mà mục đích của mình giới thiệu cho anh em là cái chai nhất này dùng được lâu đó thì nó là tổng hợp thì thời hạn dùng đã lâu rồi nhưng mà riêng cái công nghệ của e pin này có dầu gốc là nhóm 5 nên là cái thời hạn sử dụng rất là lâu hơn nữa lâu hơn những cái dầu gốc mà nhóm 3 nhóm 4 hoặc là ester đó đó thì mình giới thiệu sơ qua như thế thôi thì anh em muốn trải nghiệm thì cứ liên hệ số điện thoại màn hình đó. thì đỡ mình có mức giá tốt ưu đãi và cho anh em sử dụng trải nghiệm thử như thế nào đó rồi ok thì mình cũng xin cảm ơn anh em đã theo dõi video thì hôm nay mình chỉ giới thiệu sản phẩm này thôi còn một ngày đó mình sẽ test cái sản phẩm này. Mình sẽ test sản phẩm này cho anh em xem. Rồi ok. Bye bye anh em. Hẹn gặp anh em ở một video khác nha.